Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm trồng đào sau Tết. Và đây là một cái đào mình đã chơi Tết xong. Bây giờ thì hoa nó cũng tương đối tàn. Và nó có cái bầu đất như thế này. Đây các bạn. Và cái này mình sẽ trồng vào chậu. Về kỹ thuật trồng chậu hay trồng đất thì về cơ bản nó như nhau thôi. Sau đây mời các bạn theo dõi chi tiết. Mình sẽ trồng cái đào vào cái chậu này các bạn này. Đây, chậu này đây. Chậu này thì cái đường kính mặt của nó vào khoảng khoảng 70 phân. Chiều rộng 70 phân và chiều cao thì khoảng chiều cao khoảng gần 30 phân các bạn ạ. Đầu tiên là về phần đất trồng thì trong này mình trộn trấu này. Trấu, đất, phân mục và một ít xỉ than. Xỉ than các bạn không có cũng được. Đây các bạn này, chấu này, đất này, phân mục này mình đã trộn sẵn vào đây rồi. Tiếp theo mình đào lỗ ở dưới chậu. Và cái nơi trồng đào thì cần phải có nắng nhiều các bạn nha. Nắng ít thì đào sau này nó yếu và cây nó hoa nó kém. Và đối với cây đào to thì mình dùng chậu lớn, cây đào nhỏ thì mình dùng chậu nhỏ. Mình đào một cái lỗ như thế này, tiếp theo mình đưa cây đào vào. Đối với cây đào thì các bạn không nên trồng sâu, các bạn nên trồng ngang mặt chậu như thế này. Hoặc là cùng lắm thì nó cao hơn một chút thôi. Tiếp theo là mình điều chỉnh cho cây đào này thẳng theo ý mình. Điều chỉnh xong thì mình lấp đất lại. Và các bạn nên mở túi bọc nhé. Nếu như có túi bọc thì mình mở túi bọc ra. Còn cái dây này là mình cuốn chặt để cho cái bầu nó chắc. Sau này thì mình cắt sau. Và khi trồng nếu các bạn mà có bỏ một ít phân thì các bạn bỏ bên ngoài chậu này, các bạn đừng bỏ sát vào cái rễ nhé. Đấy, bây giờ mình bỏ phân là mình bỏ phân chuồng thôi, chứ còn phân hóa học thì các bạn có bỏ thì bỏ ít thôi, còn không thì không cần. Sau mình trồng khoảng một tháng nó lên mầm mới thì mình tưới sau cũng được. Tiếp theo thì mình vun vào gốc một chút. Và cái phần áp thành chậu này các bạn này, cái phần rìa đây này, thì mình nên đưa cái bay mình vuốt để cho nước khi mình tưới nó không bị tràn ra ngoài. Mình có thể vỗ nhẹ như thế này. Và các bạn chú ý là không làm vỡ bầu cây nhé. Đối với cây đào trồng ở vườn thì các bạn tìm một nơi nào đó có nhiều nắng và không bị đắm nước, các bạn trồng. Và cách trồng cũng tương tự như này thôi. Sau khi mình đưa đất vào xong, mình chưa tưới vội mà mình sẽ cắt cành. Tức là mình cắt tỉa bộ cành tán trên thân như thế này. Tiếp theo mình cắt sửa phần tán cây. Đối với năm nay cái cây nó cao đến tầm này, đây các bạn này. Thì mình sẽ cắt thấp cái đầu ngọn xuống. Cắt thấp xuống để sang năm mình làm bộ tán lại. Các bạn không nên để cả như thế này, để cả này thì cây có thể nó bị yếu. Đây, mình sẽ cắt đến tầm này. Và khi cắt thì các bạn lưu ý là cái chỗ mình cắt đây này, ngay bên dưới nó phải có một cái mầm. Để sau này cái mầm này nó bật mầm lên, nó thay thế cái ngọn này. Tiếp theo thì những cành nào mà bị chết ấy, mình cắt luôn. Và có một kinh nghiệm nữa, để cây đào mình trồng được đảm bảo an toàn để sống tốt thì các bạn chọn cái cây nào nó không bị dẹp, nó không bị xì nhựa để các bạn trồng. Tiếp theo mình cắt ngắn các cái cành khác còn lại. Mình cắt thì giờ sau nó bật mầm khác mình để.
Cái phần tạo tán thì các bạn chỉ cần cắt theo hình tháp là được. Hình tháp nhẹ nhẹ như thế này. Sau này tương lai nó lên thì mình sẽ để lên nó khá cao. Cây này sang năm thì mình sẽ để cao tầm khoảng hơn 1 mét. Và những cành ở dưới thấp thì mình để dài hơn. Cành trên ngọn thì mình để ngắn hơn. Nếu các bạn mà để cả cây thì cũng được, nhưng mà trồng cây nó sẽ bị yếu hơn. Thứ nhất là yếu hơn, thứ hai là bộ tán sang năm nó sẽ mọc không đẹp bằng mình cắt. Sau khi mình cắt xong thì mình có thể dùng dây mình điều chỉnh lại một số cành, điều chỉnh cho nó theo ý mình. Sau đấy mình tưới nước. Và thời gian đầu này các bạn không nên tưới nhiều nhé, các bạn nên tưới vừa phải thôi. Vì là cái rễ nó chưa mọc ra, mà các bạn tưới nhiều quá thì có thể bị đắm và bị thối rễ. Đấy, mình chỉ cần tưới đơn giản như này thôi. Và khi các bạn thấy cái mầm mới ấy, nó dài ra khoảng 1 gang, thì mình bắt đầu tiến hành tưới NPK loãng và kết hợp bón phân. Còn lại nếu trên cây còn một vài cái nụ cái hoa mà mình thích để chơi ấy, thì mình để ít thôi, mình để lưa thưa thôi. Còn nếu các bạn không thích, các bạn có thể nhặt hết hoa đi, không nên để hoa. Để hoa lại thì cây nó phải nuôi cái hoa và nuôi cái quả sau này. Và quá trình trồng lại đào sau Tết, trồng trên chậu thì đến đây là xong. Và các bạn có thể áp dụng cách này để trồng cái đào cho mình. Và trong quá trình chăm sóc thì mình sẽ tiếp tục cập nhật để các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.